Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền nam mạnh mẽ cá tính. Dây chuyền nam mạnh mẽ cá tính vàng tây 10K, chất lượng cao, chế tác tinh xảo. Dây chuyền nam vàng tây là phụ kiện được phái mạnh đặc biệt yêu thích và lựa chọn. Sản phẩm mang lại nét lịch lãm, cá tính và thời trang cho người đeo. Với chiếc dây chuyền này, giúp phái mạnh tạo nên phong cách và dấu ấn riêng cho bản thân. Dây chuyền nam vàng thời thượng, giao hàng nhanh, thanh toán an toàn. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em Và Tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em Và Tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.